dàn sao Việt bị tàn phá sự nghiệp, mất tất cả khi đang ở đỉnh cao vì sử dụng chất cấm. Hữu Tín từng là thiếu gia con nhà khá giả, đam mê con đường nghệ thuật và đã từng rất kiên trì theo đuổi đam mê. Nam diễn viên hài Hữu Tín được biết đến với vai trò trưởng nhóm X-Pro, nhóm hài đạt giải quán quân Cười Xuyên Việt Tiếu Lâm Hội 2016. Những năm qua, Hữu Tín cũng góp mặt tại nhiều game show và gây được ấn tượng như tại Ơn Giời Cậu Đây Rồi, Nhanh Như Chớp, v.v. Ngày 12 tháng 6 năm 2022, Hữu Tín bị công an quận 8 phát hiện sử dụng ma túy trong căn hộ ở thành phố Hồ Chí Minh. Sự việc đáng buồn trên khiến hình ảnh của Hữu Tín trong mắt khán giả bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Không riêng gì trang cá nhân của Hữu Tín mà tài khoản Facebook của bạn gái anh, diễn viên Trúc Anh cũng bị dân mạng tấn công. Diễn viên Thương Tín. Vào thập niên 80, cái tên Thương Tín phủ sóng khắp nơi và được hàng triệu khán giả Việt yêu thích. Hai vai diễn kinh điển là Sáu Tâm trong Biệt Động Sài Gòn và Thiếu tá Lưu Kỳ Vọng trong Ván Bài Lật Ngửa đã giúp Thương Tín trở thành gương mặt nổi tiếng hàng đầu. Theo chia sẻ của Thương Tín, sự nghiệp suôn sẻ giúp anh kiếm được nhiều tiền, vì thế nam diễn viên đã lao vào chuyện ăn chơi. Từ năm 1990, thời điểm vợ qua đời, Thương Tín bắt đầu sử dụng ma túy để giải tỏa. Có lần lên cơn nghiện, anh đã mượn xe của một nhân viên trong đoàn phim đem cầm lấy tiền chơi ma túy. Phải đến năm 2003, sau khi đã về quê Phan Rang ở ẩn, Thương Tín mới cai nghiện được thành công. Tuy nhiên, kể từ thời điểm dính vào chất cấm, sự nghiệp của Thương Tín không còn duy trì được và dần bị những tên tuổi khác thế chân trong làng phim Việt. Diễn viên Hiệp Gà. Hiệp Gà từng là một trong những diễn viên hài nổi tiếng ở miền Bắc. Tuy nhiên, khi đang trong giai đoạn phát triển sự nghiệp, Hiệp Gà bất ngờ bị bắt và bị kết án vì tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Trước khi vướng vòng lao lý, nam nghệ sĩ hài đã sống những tháng ngày trượt dài trong nghiện ngập với những cuộc chơi thâu đêm. Sau 2 năm ngồi tù, nam diễn viên hài trở lại nghiệp diễn thông qua một vai nhỏ trong Táo Quân 2009. Từ đây, công chúng cũng quay lưng và từ bỏ ủng hộ Hiệp Gà. Sau hành vi vi phạm pháp luật, Hiệp Gà không còn xuất hiện trong các chương trình lớn mà chỉ chạy show nhỏ lẻ tại các tỉnh. Châu Việt Cường. Đây có lẽ là trường hợp dính đến ma túy ồn ào nhất của showbiz Việt. Nam ca sĩ mất cả sự nghiệp, thậm chí phải thụ án 13 năm tù vì tội giết người. Châu Việt Cường bị bắt giữ vào ngày 5 tháng 3 năm 2018 vì liên quan đến cái chết của một cô gái trẻ. Được biết, anh cùng một nhóm bạn sử dụng ma túy và sinh ra ảo giác, từ đó dẫn đến việc dùng tỏi nhét vào miệng nạn nhân khiến cô gái bị chết ngạt. Qua kiểm tra hiện trường, cơ quan chức năng thu giữ hai gói bột màu trắng, hai tờ tiền dính chất bột này, chai nhựa chứa dung dịch màu trắng đục và hai đĩa thủy tinh. Sau khi tổng hợp thông tin và bằng chứng, nam ca sĩ bị khởi tố vì tội vô ý làm chết người. Tuy nhiên, gia đình nạn nhân đã đề nghị cơ quan chức năng xem xét khởi tố bị can về hành vi giết người. Hiện tại, Châu Việt Cường vẫn đang thụ án.